giờ kém 15 ngày mai xe chạy. Đi vào vâng. 22 thì tầm 9 giờ ông nhận được xe. Là kiếm ai đại phạm đúng không? Ừ đúng rồi, thì ông nhận ở đấy nhá. Tôi gửi số nhà xe cho ông rồi đấy, gửi cả thời gian chạy rồi. Và ông gửi tiền rồi đúng không? Rồi. Này nhá. Trước hết là cảm ơn anh. Vâng. Ông chuyển tôi là tổng là 33 triệu rồi, đúng không? Đấy. Rồi. Anh em con biển 29V3 25926. Đấy vẫn chưa quá 24 giờ đăng nhá. Nhưng mà tôi sẽ tặng anh em bộ tem vắt được chưa? Còn tất cả đồ đạc trên xe Tứ Yên tôi để lại hết nhá. Nhưng ông có thay Yên không? Tôi không cần đâu anh ạ. Thế được. Để lại hết cái chìa khóa to này cứ để nguyên nhá. Vâng. Đấy chìa khóa to để nguyên. Bây giờ tôi cho nhân viên đi thay tem vắt luôn này. Nốt tem này ra thay tem vắt luôn, xong là vệ sinh cho anh em. Ok chưa? Cái khóa lùn được không? Cho đẹp đẹp tí. Khóa lùn thì mất tiền. Bán trên thị trường mấy đâu. Cái này thôi để khóa này cho yên tâm. Còn yeah. thay quá nhỏ, một chìa nhỏ. Đánh chìa thì tôi có thể tắt anh em được. Nhưng mà theo tôi cái chìa này nó xấu thật nhưng mà nó lại chắc ăn. Tùy anh em. Đấy vì anh em chọn đi không đến lúc. Về nhà rồi anh em khó lắm đấy. Đấy. Yeah. Tôi sẽ cho bìa cho nhân viên đi dán luôn tem vắt bây giờ đây. Đấy thì đây. Còn anh em nó yêu cầu cái gì nữa không? Chẳng cần gì nữa. Cứ để đúng này thôi nhá, chỉ vệ sinh sạch sẽ đi là xong nhá. Xong rồi em mà cái tem này tốt. Cái tem vắt còn gì nữa? Cái tem vắt còn gì nữa? Hay như này cho nhanh nhá. Tôi gửi bộ tem vắt cho anh em để tem này mình đi. Sau này cần thiết bộ tem vắt mấy trăm nghìn đấy tôi tặng anh em dán sau. Cho tem vắt cho đẹp anh ạ. Thì đấy tôi trước khi bán tôi bảo là phải tem vắt vào mới có giá mà. Đấy tất cả đồ đạc tôi trả lại cho anh em nhá. Đây này, này, đấy, cú này, tay nắm này, đấy, tay côn này, đấy, phanh sinh nhan này, pha đèn này, phanh này vẫn y pha đèn của ông ấy nhá, đẹp đẽ nhá, tôi định lấy ra nhưng tôi thôi đấy, sinh nhan này, đấy, dây linh kiện này, cột zin này, đấy, tôi sẽ cho vệ sinh hết, mới thay tem vắt nhá, sau mai tôi gửi, còn anh em nhận xe anh giả lúc anh đẹp là 200-300 nghìn tiền cước thôi, nhà xe này quen, nhá, rồi, chốt kèo nhá. Tên là gì? Mình tên là gì nhỉ? Tên là anh. Chốt cho ông bạn anh ở Hiệp Hòa. Hạ Hòa. Hạ Hòa Phú Thọ, con xe biển 29V329 25926. Đấy, giá 33 triệu công khai cộng ship nhá. Đấy. Xe cộ là tôi chưa làm cái gì tôi mới để nguyên bẩn thỉu đây. Đấy, tôi chỉ là tặng anh em là hai anh em bộ tem vắt. Còn có thế nào tôi bán như thế tôi chỉ đấy nói thật với anh em nếu con xe này tính ra không lãi bao nhiêu đâu. 30 ông tính xăng cộ đi lại 1 triệu đi. Mới về vệ sinh rửa thay tem vắt tính triệu thì 2 triệu được có triệu bạc. Chẳng qua thôi để anh em lúc nhắn tin đấy thì tôi để cho anh em thôi. Thôi là còn duyên đấy, gọi là còn duyên đúng không? Đấy. Được rồi. Ok nhá. Đấy. Vâng. Tôi đã nhận đủ tiền cho anh em 28 triệu còn tiền ship anh em trả nhá. Đây. Được. Quay cho anh em xem. Chưa gửi bill à? Đây thì 33. À 33. Còn cái bill 28 triệu chưa gửi. Vâng, em đang chụp thì anh lại gọi cho em. Thôi nói chung là cảm ơn anh em đã tin tưởng chuyển đủ tiền nhá. Ok. Chào anh em nhá. Sau này có vấn đề gì cứ điện cho tôi bảo hành cho nhá. Anh Minh thì yên tâm nhá. Ok. Em biết tuổi rồi anh. Em biết tuổi anh. Sinh năm bao nhiêu? Em biết tuổi 90 luôn. À thế ra 2 tuổi. Vâng. Ok nhá. Ok chốt kèo xong.